Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở chợ Bình Phụng ha, chợ Cây Gõ Thành phố Hồ Chí Minh nè. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở khu vực phường 5, quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây là chợ Bình Phụng hay còn gọi là chợ Cây Gõ nha anh chị. Ở hướng này là mình về cầu Dừa Hồng Bàng nè, qua quận 11, quận 5 ha anh chị. Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản có kích thước lớn ở khu vực này ha. Chiều ngang của căn nhà mình tới gần 4m ha, và chiều sâu vào á là gần 22m nha anh chị. Đó, một cặp và một lầu, hẻm trước nhà mình là tới gần 3,5m ha. Pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công mua bán ký công chứng sang tên ha, một cặp và hai lầu nha anh chị. Đó, bây giờ Nhân sẽ bắt đầu từ chợ Minh Phụng. Nhân chạy về vị trí căn nhà cho anh chị mình xem ha, khu vực chợ lớn mình nha. Ở qua ngã tư đường Hậu Giang là tới vị trí căn nhà của mình liền nha anh chị. Ở đây là chợ Bình Phụng, đi thẳng luôn là ra chợ Bình Tiên. Mình rẽ tay trái á, thì mình lên cầu Hậu Giang ha, mà rẽ tay phải lên cầu Hậu Giang, rẽ tay trái thì chợ Bình Tây ha anh chị, khu vực chợ lớn, bến xe chợ lớn ha. Ở ngay cái đèn xanh đèn đỏ này là đường Hậu Giang và đường Minh Phụng ha. Căn nhà mình hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này là 5.080.000.000 nha. Còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Vừa qua cái ngã tư này là tới liền nha. Ngã tư này là ngã tư giữa đường Hậu Giang và đường Minh Phụng, đi thẳng ra chợ Bình Tiên, ra đại lộ Long Tây, ngay chỗ việc bưu điện nè. Nhà mình nằm bên vé tay phải luôn nha. Cách mặt tiền thì khoảng 20-25m ha anh chị. Tới ngay chỗ mấy cái quẹt quay phía trước à. Ngay chỗ hẻm mình là hẻm 43 ha. Hẻm 43 đường Minh Phụng nha anh chị, đi thẳng luôn đó là bãi sậy. Chợ cái chỗ đèn xanh đèn đỏ phía trước là khu vực chợ Bình Tiên nha anh chị. Đó. Thì Nhân ở đây đi bộ vào trong quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha. Giờ bây giờ Nhân đang đứng ở ngay hẻm 43 đường Minh Phụng nè anh chị. Ngã tư đằng trước là ngã tư giữa đường Hậu Giang ha anh chị. Và đường Minh Phụng mình đi thẳng luôn là mình về lại quận 11 ha, ra đường Bình Thới ha, hoặc là giáp với quận 5 nha anh chị. Ở đây là khu vực chợ lớn ha, đây là khu vực chợ lớn, chợ Bình Tây, chợ Bình Tiên, chợ Minh Phụng nha anh chị. Ở căn nhà mình đó ở đây nè, ở đây đi thẳng là ra ngay chợ Bình Tiên nha. Ở ngay chỗ mắt kính đằng kia là chợ Bình Tiên á, ngay chỗ mắt kính đằng kia ha. Ở căn nhà mình ở hẻm là 43 nè anh chị, hẻm 43 đi vào nha, đi thẳng vào đây là tới vị trí căn nhà của mình liền nha. Và từ đây Nhân sẽ đi bộ vào trong cho anh chị mình xem hẻm của căn nhà mình ha. Đó, hẻm vào nhà của mình nè, hẻm xi măng sạch sẽ nha anh chị. Đó, hẻm xi măng sạch sẽ ha. Đó, căn nhà mình nằm trong hẻm này ha. Hẻm đi vào trong căn nhà mình ha anh chị. Đó, hẻm vào trong căn nhà mình nè. Đó, hẻm vào trong căn nhà mình nha anh chị. Đi thẳng vào mình rẽ tay trái là tới vị trí căn nhà của mình ha. Đó, tới đây là tới cái hẻm nhánh mà rẽ tay trái ha. Chiều ngang của căn nhà mình là gần 4m thôi, và chiều sâu vào là 22m anh chị, một trệt và hai lầu ha. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên thôi. Nói như đi vào trong quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha. Khu dân cư hiện hữu hết ha anh chị. Khu dân cư hiện hữu hết ha. Đó, vị trí hẻm trước nhà của mình nè. Hẻm trước nhà của mình là gần 3m ha anh chị, 3,5m ha. Địa chỉ căn nhà mình vào 43/38. 43/38 đường Minh Phụng, phường 5, quận 6 ha anh chị, gần chợ Bình Phụng ha anh chị. Đó, hẹn trước nhà của mình ha.
Và bây giờ Nhân đang đứng trước vị trí căn nhà của mình đây ha anh chị. Căn nhà mình có địa chỉ là 43/38 đường Minh Phụng, phường 5, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ha. Một trệt và hai lầu ha anh chị. Ở cửa mình có cái cửa cổng bên ngoài ha, cửa kéo nha. Mặt bên ngoài thì chủ ốp gạch cao tới trên nha. Đây hẻm trước nhà của mình anh chị. Hẻm trước nhà của mình nè. Đó, hẻm trước nhà của mình ha, gần 3,5 m luôn nha. Ở đây thì mình đi thẳng ra ngoài kia là mình rẽ ra ngay chợ Minh Phụng nha, ngay ngã tư đường Minh Phụng và Hậu Giang nha anh chị. Ngay ngã tư đường Minh Phụng và Hậu Giang, hướng chính của căn nhà mình ha là hướng đông nha. Đó, sàn là sàn đúc nha anh chị, sàn đúc ha. Đó, chiều ngang của căn nhà mình là gần 4 m, sâu vào phía trong á là 22 m nha anh chị. Đó, cái sân mình để xe nè, mình có khoảng đất rộng thì rộng cái sân phía trước nhà mình ha, mình để xe ha, để gần hơn chục chiếc xe luôn. Trần nhà còn cao ha. Pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên nha. Giá là 5 tỷ 080 triệu nha anh chị, 5 tỷ 080 triệu ha. Đó. Ở đây có cái cửa nè, ở đây còn cái cửa nữa nè anh chị, cái cửa bốn cánh luôn nha, cửa bốn cánh nha, đi vào trong. Đó, ở giữa này là phòng khách, rồi xong sau tới phòng ngủ ha, rồi mới tới nhà bếp nha anh chị. Trần nhà cao ráo nha, tường ốp gạch ngang, gạch cao tới trên, ở trên dán giấy dán tường. Nhà kết cấu rất là lớn nha anh chị, một trệt và hai lầu ha anh chị, một trệt và hai lầu ha. Đây cái hẻm nè, cái trước nhà của mình nè, nó vị trí trước nhà của mình nè. Đó, rộng rãi nha, rộng rãi ha. Cái sân trước nhà của mình á, để xe nè, để cả chục chiếc xe luôn. Ở đây mình rẽ ra tay qua trái làm về ra lại đường Minh Phụng, đường Hậu Giang nè, ngay ngã tư luôn. Ở đây là khu chợ lớn nha anh chị, đây khu chợ lớn nha. Đó, 5 tỷ 080 triệu ha, 5 tỷ 080 triệu á. Phòng khách ha, phòng khách nè, mình còn cái khoảng đất bên này nữa nè, trong sổ cũng có thể hiện luôn nha. Đó, khoảng đất bên này trong sổ thể hiện luôn nha anh chị. Có đèn. Đó. Đây chủ xây cho vuông căn nhà mình lại ha. Đó. Rồi đây, ngoài sau đây làm cái phòng ngủ nè. Đó, sau phòng ngủ nữa nè. Rồi sau mới tới không gian bếp nha. Trần nhà còn cao nha anh chị. Một trệt, hai lầu nữa nha. Và diện tích đất rất là rộng nha anh chị, diện tích đất rất là rộng, chiều ngang là 4 m và chiều sâu vào là 22 m ha, gần 4 m và sâu vào 22 m ha anh chị. Sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, mua bán thì ký công chứng sang tên thôi. Nhà mình hướng chính là hướng đông ha anh chị, mình hướng chính là hướng đông ha. Đây mà anh chị ra không gian bếp nè, đây bếp nè ha. Đó, bếp rộng rãi. Hồi trong ngày anh chị về cải tạo lại ha, cải tạo lại, cải tạo sơ lại thôi nha. Theo bố cục của anh chị lại là căn nhà này rộng lắm nha anh chị. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở dưới ha, nhà vệ sinh dưới trệt. Tường cũng ốp cao lên tới trên nè. Ở đây có cái sàn nước nữa nha, đây có sàn nước. Mình đi lên trên quay chi tiết cái trên cho anh chị mình xem ha. Giá là 5 tỷ 080 triệu nha anh chị. Còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Mình đến xem bất động sản này, thấy về vị trí và cái xem căn nhà mình xong, về pháp lý của căn nhà mình thấy ý, nhưng sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá nha. Cầu thang thì tay vịn là tay vịn gỗ nha anh chị. Cầu thang tay vịn, tay vịn gỗ. Cầu thang đá mài nè. Rồi đi lên trên cho anh chị mình xem ha. Mở đèn lên. Mở đèn lên ha. Ở trên đây ta để suốt nha anh chị. Còn cái đèn bên đây nữa nè. Mở cái đèn bên đây lên luôn.
Diện tích rất là lớn nha anh chị. Đây chia phòng ngủ đây, phòng ngủ trước, phòng ngủ sau, rộng hơn thang nha anh chị. Ở trên này nhìn xuống nè. Ban công của mình ha, máy bơm nước nha anh chị. Ở đây làm cùng lưới B40 cho mình luôn nè. Ở đây cái sân dưới nhà mình nè anh chị, sân dưới nhà mình nè, sân dưới nhà mình nè. Nó rộng tới vậy luôn á. Ngang 4 m từ sâu vào 22 m ha. Ở đây có cửa sổ đó nè. Đi thẳng vào trong ha anh chị. Đây mình làm lại cải tạo chia trên hai phòng ha, làm nhà vệ sinh trên này nữa. Rộng rãi lắm ha. Căn nhà thì cao ráo nha anh chị, ở căn nhà cao ráo. Ở trên đây có cái giếng trời nữa nè, trên này có cái giếng trời nữa nè anh chị. Đó, mình kéo con dây này ha, thì nó mở ra lấy ánh sáng vào trong nhà mình nha. Hướng nhà của mình là hướng đông nha anh chị. Thôi, nhà quá rộng luôn. Chiều ngang tới 4 mét và chiều sâu vào 22 mét ha. Bây giờ lên tầng trên, ở dưới đây có một nhà vệ sinh ha. Đây nhà vệ sinh đó. Rộng rãi nha. Đây để cái tủ. Rồi cầu thang đi lên, cầu thang xoắn nha. Một trệt và hai lầu ha anh chị. Ngang 4 mét, chiều sâu vào 22 mét ha. Hướng nhà là hướng đông, nằm ngay, gần ngay ngã tư giữa đường Hậu Giang và đường Minh Phụng anh chị. Khu vực Chợ Lớn, bến xe Chợ Lớn ha. Trên đây có phòng ngủ trên này. Đây phòng ngủ trên này ha. Vách kính, vách kính ha. Cái này ra bài ban công ở trên đó nè. Phòng ngủ trên này ha. Rộng rãi. Trên sân tầng 2 nha. Đây trên tầng 2 của mình ha. Cửa ra đây là cửa sắt anh chị. Đó, cửa sắt ha. Cửa bốn cánh. Đó, cửa bốn cánh ha. Anh chị mình quan tâm đến bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha, hoặc 0922 39 39 39 ha. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành, hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn. Ở trên đây có máy che nè anh chị, máy đúc luôn nè. Đây là cái ở dưới tầng trệt này, ngay chỗ cái giếng trời nè anh chị. Nó mình kéo ra cái giếng trời của mình là này, nó tấm này nè, nó tấm này là giếng trời của mình nè. Còn phần ngay chỗ cái lam đó, cái đà đó ha. Xong rồi tới phần sân phía trước nữa nha anh chị. Ngang 4 mét chiều sâu vào 22 mét lần nha. Một trệt và hai lầu. Với diện tích rất là lớn luôn nha anh chị. Giá là 5 tỷ 080 triệu nha. Còn thương lượng trực tiếp với chủ. Anh chị mình đến xem bất động sản ra đi. Nếu thấy nghĩ nhưng sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên ha. Lâu mới có căn nhà diện tích lớn nha anh chị. À, giá dưa, giá hơn 5 tỷ xíu xíu. Rồi còn thương lượng nữa mà. Đó, đây là không gian của dưới tầng 1 nè. Đây không gian tầng 1 của mình. Cầu thang này, cầu thang xoắn. Cầu xoắn ốc. Về mình có thể đổi cầu thang. Chủ yếu là diện tích đất và kết cấu căn nhà mình đầy đủ ha. Với diện tích ngang là 4 mét rồi chiều sâu là 22 mét luôn nha. Ở trần nhà nè anh chị xem cái trần nè. Nó cao lắm nha anh chị. Trần nhà cao ráo ha. Tầng nào cũng vậy ha anh chị. Hãy liên lạc với Nhân để xem bất động sản này. Hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình nha anh chị.
Anh chị mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình ha. Những người đang có nhu cầu tìm mua một bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh với cái diện tích quá lớn này luôn đó. Mà giá thì cũng còn mềm ha, 5 tỷ 080 triệu nha anh chị. Còn thương lượng trực tiếp với chủ ha, sổ hồng riêng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên ha. Ở nhà này mình hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu hết ha. Anh chị xem lại không gian dưới bếp nè. Bếp xong rồi tới phòng ngủ giữa ha. Rồi xong rồi phòng khách. Rồi sân để xe phía trước nhà nữa nè. Đó, phòng ngủ giữa. Ở nhà mình có người lớn tuổi thì ngủ dưới này. Rồi tới phòng nhà phòng khách nè. Rồi xong tới sân để xe phía trước nữa nè. Sân để xe phía trước của mình. Trần nhà cao ráo hết. Giá là 5 tỷ 050 triệu nha. Anh chị mình hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 hoặc 0922 39 39 39 ha. Cái sân trước nhà của mình nè. Sân trước nhà của mình ha. Rộng. Xe máy quay đầu hỏi cái. Hẻm là hẻm xi măng, hẻm nâng rồi ha. Đó, khu dân cư hiện hữu hết ha. Rồi xin chào. Và hẹn lại anh chị ở video quay nhà lần sau. Ở địa chỉ căn nhà mình nè. Khu dân cư hiện hữu hết anh chị. Khu dân cư hiện hữu hết ha. Rồi anh chị mình hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha.